Xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật tình hình của con game Rinnegan. Đây là một con game mà mình đã giới thiệu cho các bạn trong video ngày 20 tháng 9, tức là trước ngày mà game này chạy đúng một ngày. Thì mình đã nói rất rõ với các bạn trong video này, thì đây là một con game tàu nhanh, là các bạn đầu tư vào ít vốn và các bạn nên rút càng nhanh càng tốt. Và các bạn chơi trên lãi của mình. Bởi vì mặc dù team dev là một team dev của Việt Nam, nhưng mà hầu hết cái thông tin của các thành viên á, là không rõ ràng. Và mình đánh giá tổng quan về Rosex trên nhiều phương diện, thì nó là một con game tàu nhanh và các bạn không nên đầu tư lâu dài vào con game này. Thì cho đến ngày hôm nay, chính là ngày 2 tháng 10, thì con game này đã chạy được khoảng 13 ngày, 12, 13 ngày ở bạn. Và nó đã chính thức dừng lại và kết thúc game ở đây. Thì đây là thông báo của admin của game đó bạn. Thì nó gặp tình trạng là bị hacker tấn công, và admin sẽ đền bù theo cái mức là nếu bạn sở hữu NFT cộng 1 thì mức là 20.000 Ren. Và cái NFT cộng 6 là mức là 640.000 Ren. Thì mình sẽ show cái tin nhắn mà admin nói là dừng lại luôn bạn. Đây là sau khi đền bù thì game sẽ dừng ở đây. Thì với cái mức giá đền bù như vậy, thì ngay lập tức với cái thông báo đưa ra, ngay lập tức giá Ren đã giảm sâu từ 43 các bạn xuống chỉ còn 23 thôi các bạn. Và cái mức đền bù này chắc chắn là những người mới khi vào game là chắc chắn sẽ bị lỗ nặng các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn đầu tư vào đúng vào ngày 20 tháng 9 như cái video mà mình giới thiệu á, thì đến hiện tại thì các bạn cũng đã hoàn vốn được và có thể lãi thêm một chút. Lãi thêm một chút ở đây là khoảng 15-20 đô các bạn. Bởi vì khi mà game ra mắt á, cái phí đánh của nó rất là lớn. Nó tương đương với 0.6 đến 0.8 phí ga luôn các bạn. Và đến ngày 23 nó mới được sửa phí lại là 0.15. Thì cái tình hình giao dịch, cái tình hình đầu tư game của mình á, thì trong những ngày đầu như vậy thì mình không có đánh, và mình chỉ là mình chỉ mua bán trên thị trường marketplace thôi. Và mình đã lãi được khoảng 18.000, tức là mình đã thu hồi vốn lại được gần hết. Tức là mình đầu tư khoảng 41 đô thì đã lãi, đã thu về được 30 đô trong 2 ngày đầu. Thì đến ngày 23 thì mình mới bắt đầu đánh PvE các bạn. Những trận mà mình đánh mấy ngày trước thì mình chỉ đánh để thử thôi, đánh PvE. Thì đến ngày 27 nó mới trả về được, và mình, và giá của nó đã giảm khá là nhiều, cho nên là chỉ thu lại được khoảng 10 đô với bạn. Và nhìn chung là mình đã hoàn vốn được con game này từ ngày 28. Thì do mình đầu tư vào con game này là số vốn tối thiểu các bạn là 40 đô, và mình chỉ mở mức cộng 1 thôi, cho nên là mình là hoàn vốn. Với những bạn nào mà đầu tư vào con game này với mức cộng 2, cộng 3 á, thì có thể là các bạn đã hòa vốn hoặc là lãi thêm được một chút. Một chút ở đây là khoảng 10 đến 15 đô các bạn, chứ không có nhiều. Bởi vì cái con game này nó chết khá là sớm. Nó chỉ chạy được khoảng 12 ngày thôi là nó đã sập rồi các bạn. Thì mình nói là trong cái thị trường mà NFT game play to earn này, thì mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn cái dự án NFT, bởi vì đây là một cái trend trên thị trường cryptocurrency mọc lên. Nó giống như là cái đợt mà ICO của 2017 vậy bạn. Rất nhiều cái dự án ICO mọc lên, và đa số những dự án này là cam các bạn. Thì cái thị trường NFT này cũng vậy. Rất nhiều cái dự án mà game đã chạy và đa số là các game cam. Thì trong đó cũng có một phần lớn là những game có thể chạy lâu dài, như là các bạn có thể thấy là như là CryptoZone nè, hoặc là Overlord, hoặc là Binicoin nè. Những con game mà có thông tin đội dev khá là, có team dev
khá là nổi tiếng trên trên cái thị trường cryptocurrency á, thì thường họ sẽ chạy khá là lâu. Chính vì vậy mà khi mà nghiên cứu một con game nào đó, mình luôn tìm hiểu cái đội ngũ team của nó có nổi tiếng hay không, và đánh giá tổng quan cái dự án. Thì trong các video mà mình giới thiệu cho các bạn á, mình luôn nói là những con game này là con game tàu nhanh hay là những con game đầu tư được lâu dài. Bởi vì những con game tàu nhanh mình giới thiệu trên đây á, có khá nhiều game tàu nhanh mà các bạn có thể kiếm được số vốn khá là lớn và rất là lãi luôn, bởi vì cái reward mà khi mà các bạn vào sớm á, con game nó sẽ thưởng cho bạn reward rất là lớn, và các bạn có thể hòa vốn trong khoảng 2 3 ngày đầu rồi. Và các bạn có thể lãi rất là nhiều với những con game tàu nhanh. Chính vì vậy mà mình luôn chia những cái mục mà game tàu nhanh và cái game đi lâu dài, và mình giới thiệu trên kênh của mình cho các bạn, để các bạn có thể tính toán và chiến lược để các bạn đầu tư vào những con game này, để sao mà cho mình thu lãi được tối đa và mình đầu tư thành công vào cái trend NFT Layer này. Thì nếu mà các bạn chơi con game này á, và các bạn muốn có cái mức đền bù á, thì các bạn hãy nhắn cho admin của game. Để bạn nhắn cho admin của game để yêu cầu hỗ trợ và đền bù lại. Thì với những con game tàu nhanh này á, thì khi mà mình ra video này thì các bạn nên tham gia vào khoảng một một hai ngày sau, tức là bạn tham gia vào càng sớm càng tốt. Và mình đã và với những bạn tham gia sau, thì khi mà nó chạy được khoảng 1 tuần hay 2 tuần thì đó, thì những với những con game tàu nhanh thì các bạn không tham nên tham gia. Thì đó chính là lưu ý mà mình muốn nói với các bạn. Thì sau này mình sẽ ra nhiều game để giới thiệu cho các bạn nữa, và trong đó có cả những con game mà mình sẽ nói là tàu nhanh, thì mình sẽ nhắc về những cái lưu ý đó trong các video đó. Thì mình đã game này đã chính thức dừng lại và mình sẽ kết thúc video đây. Như vậy là mình đã cập nhật xong cho các bạn về con game Rinnegan này, và chính thức là con game Rinnegan này đã dừng lại sau 12 ngày chạy. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video giới thiệu game tiếp theo của mình trong chuỗi series các game NFT Play to Earn, là một xu hướng rất hot trên thị trường cryptocurrency hiện tại. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé.